cổ động viên chặn xe đòi Arteta từ chức. Với Arsenal, Mikel Arteta chỉ còn 720 phút. Tức giận vì thua Chelsea 0-2, nhiều cổ động viên Arsenal chặn xe huấn luyện viên Mikel Arteta ngay ngoài sân Emirates tối ngày 22 tháng 8. Một số cổ động viên đập cửa kính xe và nói, Arteta, như vậy đủ chưa? Làm ơn biến đi. Một người khác ra vẻ cầu xin, Arteta, hãy làm một việc tử tế là rời câu lạc bộ đi. Trong hai vòng đầu ngoại hạng Anh, Arsenal chưa kiếm được điểm nào ở trận mở màn. Họ cũng chịu thất bại 0-2 khi làm khách của tân binh Brentford. Không chỉ thất vọng về kết quả, cổ động viên Arsenal còn chán nản với cách thua của đội nhà. Trong trận đầu tiên chơi trên sân Emirates mùa này, họ để Chelsea ghi 2 bàn chỉ sau 35 phút. Chelsea tiếp tục chiếm ưu thế trong phần thời gian còn lại và giành 3 điểm dễ dàng. Sau trận, Arteta thừa nhận Chelsea xứng đáng thắng. Sau bàn đầu, họ bắt đầu áp đặt trận đấu theo cách mong muốn. Họ đã cho thấy những khoảnh khắc nói lên tại sao họ là nhà vô địch Champions League. Điều tôi thích ở họ là ngay cả khi dẫn 2-0, họ vẫn tiến lên không ngừng. Trận này, Arsenal không thể có được sự phục vụ của nhiều trụ cột. Alexander Lacazette, Willian do nhiễm Covid-19, trong khi Thomas Partey, Eddie Nketiah và Gabriel chấn thương. Tân binh mới được chiêu mộ chính thức từ Real, Man Utd cũng không thể góp mặt do chưa có giấy phép. Tiền đạo thuộc quân Aubameyang mới khỏi Covid-19 nên chỉ vào sân từ phút 61 và không để lại được dấu ấn nào. Chúng tôi đang thiếu 8 hay 9 cầu thủ, Arteta lý giải về thất bại. Tôi cảm thấy buồn cho cổ động viên vì chúng tôi thực sự muốn đem lại cho họ một điều gì đó đặc biệt. Sau hai vòng, Arsenal đứng thứ hai từ dưới lên. Họ cùng Wolves, Newcastle, Burnley và Norwich là những đội chưa có điểm nào. Với Arsenal, Mikel Arteta chỉ còn 720 phút. Mùa giải 2020-2021 là một thảm họa với Arsenal. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, đồng thời mất xuất sự tất cả các đấu trường châu Âu mùa này là viễn cảnh mà không nhiều cổ động viên có thể nghĩ tới. Dẫu vậy, khi mà đội hình tồn tại nhiều khiếm khuyết, đồng thời là sự sa sút của các trụ cột, Arteta không thể vực dậy Arsenal và kéo đội bóng thoát khỏi viễn cảnh đáng buồn. Mùa hè 2021, trong công cuộc cải tổ lực lượng và bổ sung đội hình, ban lãnh đạo pháo thủ vẫn cung cấp tiền nhằm giúp huấn luyện viên Arteta có thể thoải mái mua sắm. Đội chủ sân Emirates đã mang về 5 chữ ký mới, trong đó có hai gương mặt đáng chú ý là Ben White và Man Oga. Dẫu vậy, cho đến hiện tại, cả hai chưa thể cống hiến và đóng góp gì nhiều cho Arsenal vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, nhìn vào lối đá vô hồn và thiếu sức sống của đoàn quân Mikel Arteta sau hai trận đầu tiên, ban lãnh đạo pháo thủ có lẽ cũng khó yên lòng. Sau khi chốt hạ mùa giải 2020-2021, truyền thông Anh Quốc tin rằng Mikel Arteta chỉ có 10 trận đầu mùa giải 2021/22 để cải tổ và thay đổi bộ mặt Arsenal. Trải qua hai trận đầu tiên thất bại, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ còn 8 trận đấu nữa, với 720 phút đầy bất an trước mắt để giữ chiếc ghế của mình ở Arsenal. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Mikel Arteta và Arsenal ở những vòng đấu tiếp theo.